Vừa qua, lãnh đạo hai huyện Văn Lâm và Văn Giang cùng các ban ngành đoàn thể của huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình có người thân tử vong trong vụ cháy tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước đó, tại ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xảy ra cháy. Trong đó có anh Nguyễn Xuân Ca, sinh năm 2001, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm bị tử vong. Đại diện lãnh đạo huyện Văn Lâm ân cần thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với nỗi đau mất mát của gia đình, đồng thời trao 18 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình anh Ca. Thăm hỏi động viên gia đình anh Trần Quang Khải, sinh năm 1998, ở thôn Đăng Ngư, xã Tân Tiến, là một trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy. Đại diện lãnh đạo huyện Văn Giang đã trao hỗ trợ số tiền 18 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng. Cũng trong dịp này, lãnh đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Tân Tiến đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát đau thương đối với gia đình nạn nhân.